Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi hàng ngày của 12 con giáp trên kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn tử vi ngày 24 tháng 2 năm 2020 dương lịch của 12 con giáp. Trong video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu được cái công việc, tình cảm, tiền bạc, căn mệnh của 12 con giáp trong ngày 24 tháng 2 hôm nay. Con giáp nào gặp được nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa xui, thì video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn xem xét mọi cái khía cạnh tốt xấu qua cái nội dung dưới đây. Trước hết chúng ta cùng xem cái thông tin chung của cái ngày 24 tháng 2 năm 2020 dương lịch. Đấy là vào ngày thứ hai và ngày âm lịch, đó là ngày mùng 2 tháng 2 năm 2020, ngày Đinh Dậu, tháng Kỷ Mão và năm Canh Tý. Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo, tuổi xung khắc với ngày là Tân Mão, Quý Mão. Giờ tốt ở trong ngày là giờ Tý, từ 23 giờ cho đến 0 giờ 59 phút. Giờ Dần, từ 3 giờ cho đến 4 giờ 59 phút. Mão, từ 5 giờ cho đến 6 giờ 59 phút. Ngọ là từ 11 giờ đến 12 giờ 59 phút. Mùi là từ 13 giờ đến 14 giờ 59 phút. Dậu là từ 17 giờ đến 18 giờ 59 phút. Các giờ xấu trong ngày là giờ Sửu, từ 1 giờ cho đến 2 giờ 59 phút. Thìn, từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút. Tỵ, từ 9 giờ đến 10 giờ 59 phút. Thân là từ 15 giờ đến 16 giờ 59 phút. Tuất, từ 19 giờ đến 20 giờ 59 phút. Hợi, từ 21 giờ đến 22 giờ 59 phút. Hướng tốt là Nam, Đông. Việc nên làm là làm nội thất, đi săn bắt, khởi công, làm xưởng. Việc kiêng kỵ là xuất hành đường thủy. Trên đây là cái thông tin chung của ngày 24 tháng 2 năm 2020 dương lịch. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vận trình của 12 con giáp trong cái ngày 24 tháng 2 năm 2020 này. Người thứ nhất đấy là tuổi Tý. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Tý, công việc diễn ra khá suôn sẻ, chính nhờ sự thông minh và nhạy bén đã mang lại cho bản thân nhiều cơ hội thăng tiến tốt. Ngoài ra còn có thêm quý nhân phù trợ nên bản thân làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, thậm chí là gặt hái được những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Về tiền bạc, tài lộc không tệ, khá tốt, nhờ có chính tài phù trợ mà tiền nong lúc nào cũng rủng rỉnh, không cần phải lo lắng. Về tình cảm, kém sắc đi xuống, người có gia đình thì tình cảm gia đình có phần xa cách, có dấu hiệu lạnh nhạt thấy rõ. Vì vậy, cần thẳng thắn đối diện với vấn đề đang gặp phải để không giữ uất ức muộn phiền trong lòng. Màu sắc may mắn là màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, con số may mắn là 8 và 10. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với tuổi Sửu trong ngày 24 tháng 2. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Sửu, công việc diễn ra không mấy suôn sẻ, có rắc rối xảy ra. Tử vi cho thấy bản thân nên tìm đến những người có kinh nghiệm để học hỏi, tham khảo ý kiến thêm. Không nên chủ quan vì vấn đề nhỏ nhặt, nhưng vẫn nên cân nhắc kỹ càng đề phòng những rủi ro không đáng có. Về tiền bạc, tài lộc có chút biến động nên cẩn thận, bản thân nên tránh xa những trò cờ bạc đỏ đen may rủi, đề phòng tiền mất lâm vào cảnh tung thiếu. Về tình cảm, ám đạm, do ngũ hành xung khắc nên dễ dàng khiến các cặp đôi nảy sinh nhiều tranh cãi, bất hòa. Nếu không biết nhường nhịn và khuyên bảo nhau, chuyện nhỏ xé to, tình cảm gia đình đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Màu sắc may mắn là màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Mão, con số may mắn là 5 và 17. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi ngày 24 tháng 2 năm 2020 của tuổi Dần. Tử vi hôm nay của người tuổi Dần, công việc diễn ra không thuận lợi. Chú ý đề phòng có kẻ tiểu nhân lợi dụng lòng tin để phá hoại đường công danh. Bên cạnh đó, cần xây dựng và bắt tay thực hiện các kế hoạch lâu dài để có những cái bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp. Về tiền bạc, tài lộc không tệ, bình ổn, nhờ có khả năng quản lý tài chính tốt mà bản thân vẫn có được khoản chi tiêu thoải mái, cho dù có nhiều diễn biến phức tạp xảy ra. Về tình cảm không được tốt cho lắm, tử vi báo có kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm của bản thân với nữ kia của mình. Con giáp này có chuyện buồn phiền gì cũng thường cất giữ trong lòng, không biết chia sẻ cùng ai nên lại càng nặng nề, càng căng thẳng, u uất. Màu sắc may mắn là đỏ, quý nhân phù trợ là tuổi Hợi, con số may mắn là 2 và 3.
Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tuổi Mão trong ngày 24 tháng 2 này. Thì tử vi hôm nay của người tuổi Mão, công việc diễn ra tương đối dễ dàng. Đây chính là thời điểm tốt để phát huy tối đa năng lực của mình, tạo dấu ấn tốt trong mắt cấp trên. Bản thân vẫn nên thận trọng trong cách cư xử và lời nói của mình, đề phòng gây hiểu lầm không đáng có. Về tiền bạc tài lộc bình ổn, chưa có thay đổi. Về tiền bạc tài lộc bình ổn, chưa có thay đổi mới. Bản thân cũng nên hạn chế chi tiêu cho việc mua sắm vui chơi để có khoản tích lũy khi cần thiết. Về tình cảm vô cùng thăng hoa, bản thân lúc này đón nhận vô số tin vui liên quan tới chuyện tình cảm đôi lứa, như những cử chỉ quan tâm ân cần từ nửa kia, vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc, đã tiếp thêm động lực cho người tuổi Mão trong các phương diện cuộc sống. Màu sắc may mắn là màu tía, quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, con số may mắn là 4 và 5. Bây giờ chúng ta cùng đến với tuổi Thìn trong ngày 24 tháng 2. Thì tử vi hôm nay, người tuổi Thìn công việc diễn ra tương đối hanh thông, nhờ có tam hội quý nhân phù trợ mà người tuổi Thìn đã được thông tỏ nhiều vấn đề. Bản thân có đủ lòng tin, kiến thức, bản lĩnh để vượt qua những cái trở ngại trước mắt, từng bước chinh phục các đỉnh cao vinh quang. Về tiền bạc, tài lộc tăng tiến, bản thân không cần phải quá lo lắng đến việc chi tiêu nhờ có khoản thu nhập ổn định dùng dính. Về tình cảm, khá hài hòa êm ấm, người tuổi Thìn độc thân cần tích cực mở rộng các mối quan hệ với người khác giới để có thêm cơ hội tìm được nửa kia của mình. Người có gia đình thì cho dù mâu thuẫn, vợ chồng có gay gắt tới đâu cũng luôn có cách để hóa giải, chỉ cần có sự đồng lòng từ cả hai phía. Màu sắc may mắn là xanh ngọc, quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, con số may mắn là 9 và 10. Bây giờ chúng ta cùng đến với tuổi Tỵ trong ngày 24 tháng 2. Thì tử vi hôm nay, người tuổi Tỵ công việc diễn ra không dễ dàng, có trục trặc bất ngờ. Do ảnh hưởng xấu của Tỵ dần tương hại nên phải thật thận trọng trong từng lời nói của mình, tránh những cái hiểu lầm đáng tiếc. Tử vi dự báo có họa thị phi, tranh chấp đeo bám, dễ gây ra nhiều điều phiền toái dù bản thân có cố gắng tránh xa đến đâu. Về tiền bạc tài lộc xuống dốc, bản thân cần lên kế hoạch rõ ràng trong việc chi tiêu, vui chơi, mua sắm để tránh những cái khoản hao hụt không cần thiết. Về tình cảm khởi sắc thăng tiến, cho dù trải qua những cái rắc rối và cãi vã liên tục, nhưng các cặp đôi vẫn tìm thấy cảm giác bình yên trong cuộc sống hôn nhân. Người độc thân nên hạ thấp tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời, dễ dàng tìm được nửa kia của mình và tìm hiểu thêm về người đó. Màu sắc may mắn là màu vàng, quý nhân phù trợ là tuổi Thân, con số may mắn là 6 và 7. Bây giờ chúng ta cùng đến với tuổi Ngọ trong ngày 24 tháng 2. Thì tử vi hôm nay người tuổi Ngọ công việc diễn ra tương đối suôn sẻ, người tuổi Ngọ hoàn toàn có thể giải quyết được các cái khó khăn hiện tại nhờ có sự giúp đỡ tốt nhất từ gia đình, bạn bè. Có quý nhân phù trợ còn đem tới cơ hội việc làm mới, nhưng bản thân vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng có nên chấp thuận hay không. Về tiền bạc tài lộc, có điểm sáng hanh thông, bản thân dễ dàng có cơ hội kiếm tiền, cải thiện thu nhập nhờ nhận được may mắn. Về tình cảm vô cùng thăng hoa, nhờ có ngọ dần tam hợp đã đem tới không khí đầm ấm, hòa hợp giữa các cặp đôi. Bản thân biết cách xóa bỏ những cái hiểu lầm và vấn đề bất ổn trước đó. Màu sắc may mắn là sáng, quý nhân phù trợ là tuổi Mão, con số may mắn là 3 và 5. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta đến với tử vi ngày 24 tháng 2 của người tuổi Mùi. Tử vi hôm nay với người tuổi Mùi công việc diễn ra không được như ý muốn. Các kế hoạch đang tiến hành đa phần đều bị cản trở và đi lệch quỹ đạo mong muốn. Dường như bản thân đang làm việc sai phương pháp nên không đem lại hiệu quả nào cả. Nếu có thể, hãy tìm đến sự trợ giúp của cấp trên, đồng nghiệp để giải quyết vướng mắc hiện tại. Về tiền bạc tài lộc kém sắc, ảnh hưởng của kiếp tài đã cho thấy tín hiệu của họa hao tài phá của, bản thân nên thận trọng hơn trong các quyết định liên quan tới tài chính. Về tình cảm có dấu hiệu đi xuống, người có gia đình thì tình cảm vợ chồng nảy sinh nhiều hiểu lầm và cãi vã liên tục cũng do ngũ hành xung khắc gây nên nhiều vấn đề ở các cặp đôi, cần phải hạ thấp cái tôi của mình nếu không muốn tình cảm đổ vỡ. Màu sắc may mắn là màu hồng, quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ, con số may mắn là 2 và 10. Tiếp theo chương trình chúng ta cùng đến với tử vi ngày 24 tháng 2 của người tuổi Thân.
Tử vi hôm nay của người tuổi Thân về công việc diễn ra tương đối suôn sẻ, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán lại càng có cơ hội để phát tài. Về tiền bạc, tài lộc vô cùng rực rỡ, đây là thời điểm tốt để bản thân tìm được cơ hội phát triển từ các công việc đang làm và nên dành một chút cho chi tiêu mua sắm. Về tình cảm, gặp nhiều điều phiền toái do có Dần Thân tứ xung khiến mối quan hệ tình cảm của bản thân với người kia càng gặp nhiều trở ngại. Người còn độc thân luôn có những nỗi niềm khó nói, khó đón nhận được tình cảm mới. Màu sắc may mắn là màu nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Tý, con số may mắn là 8 và 23. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Dậu trong ngày 24 tháng 2 này. Tử vi hôm nay của người tuổi Dậu, công việc diễn ra tương đối bất ổn, sẽ có một vài trở ngại phát sinh bất ngờ trong công việc, nên dễ tạo áp lực cho bản thân. Người tuổi Dậu phải tốn thêm một khoảng thời gian để giải quyết các rắc rối này. Tuy nhiên thì chỉ cần tin vào khả năng của mình và kiên trì siêng năng thì cũng nhanh chóng vượt qua được cái giai đoạn này một cách dễ dàng. Về tiền bạc tài lộc sa sút, thu nhập chính có dấu hiệu đi xuống càng khiến cho bản thân bị áp lực, bộn bề, lo nghĩ. Về tình cảm có dấu hiệu lạnh nhạt, một phần do công việc không được tốt, bản thân phải mất nhiều thời gian giải quyết, khiến các cặp đôi không có nhiều cái thời gian để ở bên cạnh nhau. Người độc thân cũng mải mê xây dựng sự nghiệp nên cũng chưa nghĩ tới việc phải tìm nửa kia của mình. Màu sắc may mắn là màu xám. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, con số may mắn là 7 và 10. Bây giờ chúng ta cùng đến với tử vi của người tuổi Tuất trong ngày 24 tháng 2. Tử vi hôm nay của người tuổi Tuất về công việc diễn ra dễ dàng, do công việc không quá bận rộn nên có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi gặp vấn đề trở ngại, chỉ cần bản thân mở lời thì sẽ nhận được sự hỗ trợ hết mình từ quý nhân. Về tiền bạc tài lộc bất ổn, bản thân đang lơ là và thiếu quan tâm tới kế hoạch chi tiêu của mình nên gây hao hụt một khoản tiền khá lớn. Về tình cảm, vượng sắc thăng tiến, số đào hoa rực rỡ mang tới cho bản thân mối quan hệ nhân duyên tốt. Tuy nhiên, đào hoa vượng quá lại không tốt. Nó chính là lý do khiến những người đã lập gia đình dễ có người thứ ba phá hoại. Màu sắc may mắn là xanh dương, quý nhân phù trợ là tuổi Dần, con số may mắn là 5 và 6. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi ngày 24 tháng 2 của người tuổi Hợi. Tử vi hôm nay của người tuổi Hợi, công việc diễn ra thuận lợi do có Dần Hợi nhị hợp phù trợ, giúp dễ dàng tìm kiếm và thiết lập quan hệ bạn bè đối tác mới. Tuy nhiên cần phải thận trọng hơn trước các cái mối quan hệ xung quanh, không nên nhẹ dạ mà đặt lòng tin nhầm chỗ. Về tiền bạc tài lộc, hanh thông vượng phát, nhất là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ có được doanh thu rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Về tình cảm hài hòa, người có gia đình thì tình cảm vợ chồng vẫn được duy trì ở mức độ bình ổn tốt đẹp. Các cặp đôi sớm hoàn thành công việc của mình và dành nhiều thời gian bên nhau hơn để chia sẻ trò chuyện. Màu sắc may mắn là màu nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Mùi, con số may mắn là 9 và 14. Quý anh chị thân mến, trên đây đó là vận trình 12 con giáp trong ngày 24 tháng 2. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc hay muốn tư vấn riêng về tuổi của mình, quý anh chị vui lòng ghi rõ rồi để lại ở phần bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ tư vấn và phản hồi lại trong thời gian sớm nhất. Hy vọng với nội dung trên đây thì quý anh chị và các bạn sẽ có thêm sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, công việc mọi sự hanh thông và mọi việc đều thành công như ý. Thay mặt những người làm chương trình, chúc quý anh chị có một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong nội dung tiếp theo của chúng tôi.